Chào mừng các bạn trở lại với video review sản phẩm cơ điện tử DT. Ở video này mình sẽ review về đồng hồ đo điện AC đa năng 100A PZEM-061. Sản phẩm sẽ có chức năng đo và hiển thị 4 thông số của điện áp AC như là điện áp, dòng điện, công suất và năng lượng tiêu thụ. Với cảm biến dòng có thể đóng mở rất tiện lợi khi sử dụng. Hiện tại sản phẩm đang được bán trên website điện tử dt.com. Từ trình duyệt các bạn truy cập điện tử dt.com, tìm kiếm với từ khóa dt2066. Sau đó xem chi tiết. Và ở đây đồng hồ sẽ đo được điện áp AC nằm trong khoảng từ 80 cho đến 260V và dòng điện đo được là từ 0 cho đến 100A. Và phía sau của đồng hồ sẽ có sơ đồ đấu lắp cảm biến dòng và cấp nguồn cho đồng hồ, và hai dây của cảm biến dòng mình sẽ đấu ở hai tiếp điểm phía trên và hai tiếp điểm phía dưới mình sẽ cấp nguồn cho đồng hồ. Ví dụ ở đây mình sẽ cấp nguồn 220V AC. Và phía bên trên bên trái đồng hồ đang hiển thị 228V là điện áp mà đồng hồ đo được, là điện áp mình vừa cấp vào. Ví dụ ở đây mình sẽ thử đo cái thông số của bóng đèn sưởi đốt 220V này. Và ở đây mình sẽ mở cảm biến dòng ra mà kẹp một trong hai dây mà mình đã cấp nguồn bóng đèn. Và trên đồng hồ đang hiển thị 4 thông số, đó là điện áp, dòng điện, công suất. Và dòng mà đồng hồ này đo được của bóng đèn đang là 0,27A và công suất là 61,2W. Và sau một khoảng thời gian đồng hồ đã đo được là 1Wh. Và trên đồng hồ có thiết kế một nút nhấn để chúng ta tắt mở đèn nền của đồng hồ. Và nút nhấn này còn có hai chức năng nữa. Cái chức năng thứ nhất là reset năng lượng tiêu thụ này về không. Để reset được số năng lượng tiêu thụ này về không thì các bạn sẽ nhấn giữ nút nhấn cho đến khi số Wh này nhấp nháy. Sau đó các bạn nhấn một lần nữa là số Wh đã được reset về không. Và nút nhấn này còn có chức năng nữa là cài đặt báo quá công suất. Để cài đặt được số báo quá công suất thì các bạn sẽ nhấn giữ nút nhấn cho đến khi màn hình hiển thị như trên và các bạn thả nút nhấn ra. Và trên màn hình sẽ nhấp nháy các đơn vị của số công suất và các bạn sẽ nhấn nút nhấn để tăng giảm cái số công suất này. Khi mà công suất thiết bị vượt quá số các bạn đã cài đặt thì trên màn hình sẽ nhấp nháy liên tục. Để lưu giá trị này các bạn sẽ nhấn giữ nút nhấn cho đến khi trên màn hình hiển thị hai chữ baud, có nghĩa là đồng hồ đã lưu giá trị. Và video review về đồng hồ đo điện AC đa năng 100A PZEM-061 của điện tử DT đến đây hết. Các bạn có bất cứ thắc mắc gì hãy để lại bình luận ở dưới phần mô tả video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để nhận được thông báo khi mình đăng video mới. Cảm ơn các bạn.